Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa rất to, gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ 250 triệu đồng. Mưa lũ làm một người chết ở xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn. 253 nhà dân bị ngập nước, đất đá sạt lở vào nhà gây hư hỏng và thiệt hại về tài sản. Hơn 86 hectare lúa và cây hoa màu bị vùi lấp hư hỏng. Một số tuyến đường giao thông bị ngập úng sạt lở. Xét đánh hỏng phòng máy phát sóng FM của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Yên. Đánh cháy trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Lào Cai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, diện tích lúa, hoa màu.